Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin gửi lời chào tới tất cả quý anh chị em, cô dì chú bác gần xa nhé. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn tất cả anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác đã luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn trong suốt thời gian qua. Mọi người ơi, hôm qua do thời tiết nó bị mất điện với lại là mưa rất to nên là em có làm clip hơi bị mờ, thì hôm nay đang rảnh thì em đưa những cái chiếc xe, một số xe hôm nay vừa về, một chiếc xe hôm qua đã quay, thì xin phép quay lại cho anh chị em bạn bè xem được rõ. Tại vì quý khách yêu cầu là em ơi quay lại dùm anh, hôm qua quay tối quá mọi người không thấy đường. Nếu anh chị em bạn bè quan tâm dòng xe nào, liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0967 424 911, hoặc 0906 308 911, hoặc anh chị em bạn bè có thể tới số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, để được nói chung là tham khảo những dòng xe máy cũ tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Và bây giờ không để quý anh chị em bạn bè chờ lâu nữa, hôm nay trời rất chi là đẹp trong lành luôn, và xe máy Thanh Đoàn thì bán được hơn 10 chiếc xe rồi. Xin cảm ơn tấm chân tình anh chị em bạn bè đã ủng hộ mà cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Hôm nay em về một chiếc Novo 5 siêu cọp màu xanh GP. Màu xanh là những cái màu mà em bán chạy rất là hot hàng luôn, tại vì nó rất là đẹp. Những cái này là cái viền giả quang mà khách dán vô. Nếu anh chị em bạn bè không thích thì mình có thể lột ra. Xe vô rất chờ inox luôn anh chị em và các bạn. Hôm nay này, đang sáng, trời sáng thì em phải quay cận cảnh chi tiết cho anh chị em và các bạn quay. Anh ơi, nghe điện thoại giùm em với. Vô đây này, lốc máy là vô mấy cái ốp inox rất đẹp, đặc biệt là máy còn riêng nguyên bản từ đầu tới chân luôn. Đây em để quay kỹ hơn nhá. Mọi người không cần phải nghe em nói, chỉ cần xem những hình ảnh này là biết được độ đẹp của xe thế nào rồi nhá. Đây em quay kỹ chi tiết cận cảnh luôn. Một chiếc Novo 5 siêu cọp ạ. Biển số là 94B117638 39 ạ. Biển số là Lộc Phát, Thái Phát gì đây này. Chạy được 35.777 km nha anh chị em và các bạn. Máy móc em còi chi nhan đầy đủ hết trơn luôn. Bây giờ thì em phải kiểm tra trong cốp xe nó có bị lỗi gì luôn nha. Mình quay kỹ chi tiết để anh chị em bạn bè khỏi thắc mắc và phân vân. Hôm qua quay vừa mưa vừa tối nên là một số anh chị em bạn bè không có xem rõ được ạ. Đây nắp xăng đồ còn đẹp này, cốp đồ còn đẹp. Wow, mọi người thấy chưa, tự nhiên được lời một cái nón bảo hiểm đây này, để trong luôn đi, giống như là vật kỷ niệm ha. Một chiếc Novo 5 em xin phép bán với giá 14.500.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè quan tâm thì nhanh tay ủng hộ em nhá. Và mua xe thì tặng một bảo hiểm xe và tặng hai cặp gương nữa, tặng một cặp gương cho anh chị em và các bạn nhá. Và tiếp tục đây là một chiếc AB là những dòng xe mà em bán chạy hàng nhất trong thời gian gần đây, và đặc biệt là cái màu xanh này. Anh ơi, con đấy anh phải rửa qua, anh dơ lắm anh. AB này là đăng ký 2017 thưa quý anh chị em và các bạn. Cách đây 2 ngày em có quay một chiếc y chang vậy nhưng mà em đã bán rồi. Hôm nay lại về một chiếc xe cũng màu y chang vậy và cũng vô rất nhiều inox và cặp gương đinh theo xe luôn. Xe này thì toàn bộ xe không dán keo nhưng mà lại không có một vết trầy nào. Nói chung là chú xe đi rất là kỹ luôn. Ốc tán còn rất đẹp nha anh chị em và các bạn. Mọi người, chỗ này là đất dơ này, không phải là trầy trước gì nhá. Mấy cái chỗ này là đi mình bám bụi thôi, mình xịt dầu là hết thôi. Đây là inox này. Đó, rất nhiều inox, mấy cái miếng này inox này. Inox mà chưa rửa nên nhìn nó dơ dơ. Nếu anh chị em bạn bè không thích inox thì mình có thể lột ra. Nói chung á, bỏ inox vô thì đẹp nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi. Đi lâu ngày thì nó nhanh bị xuống màu. AB đèn LED. Xe chạy được 26.027 km nha anh chị em và các bạn. Một chiếc xe AB màu xanh rất chi là đẹp luôn. Toàn bộ xe đang inox và biển số 61E162953. Toàn bộ xe đều có inox và hai gương. Nói chung là còi chi nhan đang đầy đủ hết cho quý anh chị em và các bạn. Chi nhan đèn LED này, đèn pha cốt hoạt động tốt và bình thường. Đó, con này thì hôm nay em sẽ bán với giá 26.500.000 đồng. Một chiếc AB 2016 xe đẹp, chạy 26.000 cây, đúng đồng hồ, và đặc biệt xe chưa một vết lỗi lầm nào hết nhá. Không một vết trầy thưa quý anh chị em và các bạn. Ngày hôm nay em bán con xe này với giá bán 26.500.000 đồng, vô toàn inox. Mà cái này là inox hết, anh chị em bạn bè không thích thì mình lột ra nhá. Đây ạ, nước sơn rin đeo xe này, tem rin luôn nha quý anh chị em và các bạn. Mọi người xem kỹ giúp em với ạ. Quá đẹp luôn ạ. Và con NVX này, mọi người còn nhớ không ạ? Con này thì hôm qua em đã quay rồi một lần rồi, nhưng mà quay buổi tối thì anh chị em bạn bè chắc là chưa nhìn được kỹ. Cái này vô đồng hồ kiếng này, gương kiếng này, toàn bộ xe đang dán keo, và cái này là cũng đồ kiếng luôn nha, inox luôn nha anh chị em và các bạn. Ốp inox vô này. Đó, rất chi là đẹp và liền lạc luôn. Và cái màu này là màu đen nhám cao cấp nha.
toàn bộ xe đang dán keo. Nếu mọi người thích thì em có thể lột ra, nhưng mà em thấy cái keo con đẹp. Mấy cái chỗ này là trầy ngoài keo hết nhá, nên là mọi người cứ yên tâm và lựa chọn nhá. Đây, cái này cũng ốp inox này. Nói chung là xe này thì khách đi rất chi là kỹ luôn. Đây này, vô đồ kiếng, cái này cái gì đấy. Cái này là cái bảo vệ đĩa thôi. Đấy, cái này cũng ốp inox luôn này. Inox mà màu xám, màu này là dường như không phải là nó dán dán lên nhá. Cái này là inox mà màu đen á. Cái kiểu mẫu màu đen này này. Đó. Đây thắng này dán chữ này. Inox này. Thuộc này. Quá đẹp luôn. Tem này. Tem màu vàng đồng rất chi là đẹp và dễ thương luôn này. Cái tem nó rất là đẹp nha. Biển số là 77 này, L187009. Con này là đây, cái miếng này cũng inox, nói chung là xe này là dọn gần 30 triệu, 3 triệu tiền đồ đấy. Đặc biệt là xe mới chạy được đếm coi mấy ngàn cây rồi. Không biết là chạy được 4588 km nha anh chị em và các bạn. Quá đẹp, quá chất luôn. Đồng hồ cái này là đồng hồ điện tử này, chạy được 4000 mấy thôi. Đặc biệt là chìa khóa thông minh, vô rất là nhiều đồ dơ chơi. Và cái này là mẫu ABS và phuộc hơi luôn nha anh chị em và các bạn. Mọi người lưu ý giúp em, toàn bộ xe này là đang, cái này là khách dán lên này. À đâu có đâu, ốp luôn, ốp miếng inox vô luôn này. Mấy cái này là ốp inox không phải dán, ốp hết trơn luôn. Đó, ốp inox kiểu này, phuộc này. Đó, quá đẹp luôn. Con xe này quá chất luôn nha. Mọi người mua mới là 50 mấy triệu. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn xin bán con Nvic 155 ABS chìa khóa thông minh. Và đặc biệt phiên bản đặc biệt màu đen nhám, vô gần 3 triệu tiền đồ chơi. Em bán giá 32.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay ủng hộ em với, nhanh tay ủng hộ em nhé. Mọi người quan tâm dòng xe nào có thể đặt cọc 1-2-3 triệu, 1 tuần 2 tuần sau lấy cũng được. Còn nếu anh chị em bà con miền Tây thì chỉ cần đặt cọc 1-2 triệu, em sẽ ship xe về gần nhà anh chị em bạn bè ra bến xe lấy, rồi thanh toán tiền dùm em cũng được. Tất cả các xe máy tài thế, tất cả các xe tải xe máy Thanh Đoàn đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và anh chị em bạn bè thoải mái chạy thử trước khi lấy xe nhá. Và đặc biệt trong vòng 1 tuần anh chị em bạn bè đi không ưng ra đổi con khác thì giá không bị lỗ. Cái điều vui như vậy. Đó, hôm nay trời lại bắt đầu mưa. Bữa nay bắt đầu chuyển sang mùa mưa rồi. Tiếp tục là một chiếc NV, con NV này thì em đã bán cho một anh ở Long An. Em gửi xe về nhưng mà hôm nay anh ấy gọi điện báo là túng tiền quá, cho phép anh được bán lại. Hôm nay anh đi đánh đường từ Long An lên đây để bán lại cái xe này. Con xe này thì em xin phép bán với giá để cho quý anh chị em bạn bè con NV 555 lại với hai giá là 25.500.000 đồng. Nói chung là cùng một xe y chang nhau, máy móc y chang nhau, nhưng mà con này nó mới, đời nó cao, tận 2018-19, còn con này chỉ 2017 thôi. Mà con này thì cũng vô đồ inox này. Đây này. Đấy, cái gì anh? Đâu có, em hỏi anh không đi mà. Màu đen nhám luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Nói chung là mọi người cứ xem kênh của em thì biết cái xe cũ nó đỡ được bao nhiêu tiền ạ. Những chiếc xe này nếu anh chị em bạn bè mua mới này, vô một số đồ inox đẹp như thế này này, thì giá bán nó dao động từ tầm khoảng 48 đến 50 triệu. Và hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, em xin phép bán con NVX 155, đặc biệt là chìa khóa thông minh. Con này có ABS chưa anh? ABS luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Để em coi xe chạy được mấy ngàn. Cái này có chìa khóa mà chồng em cất rồi. Đó. Biển số là 62B135824 ạ. Ô, rất nhiều inox luôn. Và con này thì em bán với giá là 25.500.000 đồng. Nói chung là mọi người thích rẻ tiền thì lấy rẻ tiền, còn ai cao cấp hơn thì mua loại cao cấp nha. Hai chiếc xe đều máy êm và zin, bao tét bao thở thầy tét, thoải mái mọi góc độ luôn. Anh chị em bạn bè cứ thoải mái lựa chọn nha. Đưa con Liberty ra luôn anh. Tiếp tục là một chiếc Vision đời 2013 này, màu đen nhám. Hôm qua em quay tối mọi người không thấy được, cứ nhắn tin báo em ơi chụp lại cho anh coi, chỉ coi với. Nên là hôm nay em đưa ra em quay kia cận cảnh chi tiết để mọi người có phải thắc mắc nhá. Một chiếc Vision màu đen nhám đời 2017, một chiếc xe quá đẹp luôn. Biển số này 79Z135400. Hôm nay em xin phép bán với con xe Vision màu đen nhám đời 2017 này, xe zin nguyên bán từ đầu tới chân và chưa một lỗi lầm nào này, với giá bán là 21.800.000 đồng. Mọi người lưu ý giúp em, mọi người đừng có bớt nhá, tại vì em đã báo sát giá rồi. Anh chị em bạn bè thương tình đừng bớt tiền tụi em ạ.
tất cả các xe em đã báo giá hợp lý chứ mọi người đừng bớt cái 800 ngàn hoặc là 1 triệu là coi như xong đời em luôn, em lỗ luôn nhá. Dạ, bán 21 triệu 800 ngàn đồng. Anh chị em bạn bè đã sở hữu một chiếc Vision màu đen nhám cao cấp để đi ạ. Và tiếp tục là một chiếc Novo 5. Novo 5 hiện tại cửa hàng em còn rất nhiều màu luôn. Con màu trắng này em xin phép bán với giá 11 triệu 800 ngàn đồng. Quý anh chị em bạn bè quan tâm thì ủng hộ em nhá. Em sẽ thử đề máy ạ. Hôm qua là quay tối quá, anh chị em bạn bè đâu thấy đường này coi đâu. Còi, xi nhan trước sau đèn đầy đủ hết. Còi, ok hết máy thì em ru luôn. Đó, lắp khi tin theo xe này. Con này biển số 59G131788. Con Novo 5 này em bán giá 11 triệu 800 ngàn đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm ủng hộ em nhá. Con này chỉ có một cái lỗi nhỏ là cái yên nó rách này. Rách ở đâu không rách đúng chỗ này luôn này, này. Mọi người có thể về bọc lại nhá. Hoặc là lát nữa em mà rảnh rảnh thì em đưa đi em bọc cho luôn cũng được. Bọc cái yên này tầm khoảng 80-100 ngàn thôi ạ. Anh đưa con Attila màu đỏ em quay luôn anh. Nốt công đấy ra quay hết luôn đi. À, và tiếp tục là một chiếc Liberty. Hôm qua thì em có quay nhưng mà hơi tối. À, nên là em quay lại nhá. Liberty này là đời 2012. À, xe là FI Phúng Trăng Điện Tử rồi. Đây em được quay kỹ hơn cho anh chị em bạn bè được xem hôm qua quay cho rõ nhá. Đây ạ. Liberty 100 hiệu 125 IE này. Đấy lốc máy này. Quá đẹp luôn thưa quý anh chị em và các bạn thuộc này. Không có bị cháy nhớt xì dầu gì. Đèn không có bế xước nha. Biển số 59V126952. Xe này em mua trực tiếp chủ xe luôn nha quý anh chị em và các bạn. Liberty 125 IE. Bây giờ em sẽ nổ máy xem máy của em không. Cái điều quan trọng nhất là phải máy em không. Mua xe cũ là điều quan trọng nhất là phải máy em. Còn thứ khác là đặt là thứ hai thứ ba nhá. Máy em ru đèn đầy đủ hết đây. Đèn đằng trước này, xi nhan này. Xi nhan ok hết đây. Còi đâu. Còi đâu. Còi đâu. Ok. Còi kêu điếc tai luôn nha anh chị em và các bạn. Để em tắt cái xe. À, cái máy xe này đấy. Hôm nay quay sướng. Trời bầu trời hơi âm u một tí nhưng mà không đến nỗi nào. Nên là quay nhìn đá. Xe về ngập nhà ngập lối đi đây. Hôm nay là bán được 11-12 chiếc xe rồi. Con này là con Janus thưa quý anh chị em và các bạn. Phiên bán đặc biệt màu cam đen. Con này là đúng chất của nó là màu xám lông chuột nha. Đây em quay kỹ chi tiết hơn quý anh chị em bạn bè có thể nhìn rõ hơn ạ. Đây ạ. Vô ốc hiếu, mọi người không thích thì mình có thể lột ốc hiếu ra. Có một gương hiếu này. Và đặc biệt là tay cầm cũng hiếu luôn. Tay cầm này là cho cái da vô để đi nó đỡ bị bào mòn nha. Nói chung xe thì quá đẹp luôn. Cái xe này bây giờ nếu anh chị em bạn bè mua mới phiên bán đặc biệt chắc cũng phải 32-33 triệu. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán giá rẻ cho anh chị em và các bạn thôi ạ. Nhiều quá, có chống trộm đầy đủ hết trơn luôn nha anh chị em và các bạn. Con này em xin phép bán với giá 21 triệu đồng nha. Mọi người quan tâm thì ủng hộ em với đời 2019 rồi. Xe với chạy thì em coi được mấy ngàn km rồi. Xe chạy được 10.627 km. Biển số 66K131106 ạ. Và tiếp tục là hai Novo 4 này. Hôm qua là em quay 4 chiếc Novo 4 thì em đã bán được một chiếc Novo 4 về miền Tây thì hôm nay đã ship rồi. Thì còn hai chiếc Novo 4 này này. Đấy mọi người thấy không? Hôm qua quay nó mờ, hôm nay cái xe này là em lột keo xong rồi nha. Đây ạ, mọi người có thể xem kỹ được. Đây cái chỗ này là dơ này, keo đang dính vô đây này. Đó, quay kỹ chi tiết để tem zin theo xe này. Wow, đẹp lắm thưa quý anh chị em và các bạn. Khó kiếm một con thứ hai đây. Đấy, nước sơn bóng lột tem zin theo xe đây nhá. Đây này, quá đẹp luôn. Đặc biệt là cái mâm xì inox luôn này. Đó, quá đẹp. Máy zin nguyên bán luôn. Đó, em phải đề máy thứ cho anh chị em và các bạn nghe luôn nhá. Hôm nay thì mọi người không thắc mắc là sao quay mờ nữa ha. Quay rõ nét, cái này phải bọc thắng bên này. Nhưng mà tay em đang quay. Nhưng mà xe thì em bao em cho anh chị em và các bạn. Biển số 59X214647 ạ. Chiếc Novo mà dán keo tem zin bên xe này. Từ đầu tới chân chưa một vết tay trước luôn. Quá đẹp luôn em nói thật đấy. Cực kỳ chất luôn nhá. Vô inox từ đầu, cái này cũng inox luôn này. Trên đầu này cũng inox luôn. Con Novo này em bán giá 8 triệu 500 ngàn đồng. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc Novo 4. Hiểu cái này gọi là tem vua này. Đó, tem zin theo xe luôn nha anh chị em và các bạn. Đó. Em được quay cận cảnh chi tiết. Thắng đĩa này. Ok
ok hết, mọi chức năng hoạt động hết này. Đây ạ, mọi người có thể dùng kỹ hơn nhé. Đây là con xe tên Vua, Volvo 4 luôn, 59C2-00730. Hai con xe này thì cùng một đời, chỉ có là khác cái mẫu dáng. Ai thích màu nào thì chốt màu đấy nhá. Bên em có trổ hỗ trợ ship xe toàn quốc, các tỉnh miền Tây thì chỉ cần đặt cọc 1-2 triệu em để ship xe về tận nhà. Còn nếu anh chị em bạn bè ở xa, vì miền Trung, miền Bắc thì phải thanh toán đủ tiền thì em mới ship xe. Còn đặc biệt nếu mà ai ở gần gần đây mà cách chỗ em mới tầm khoảng 5-7-10 cây thì em có thể ship miễn phí. Còn ai ở xa hơn thì hỗ trợ em tầm khoảng 200-300 ngàn anh chị em và các bạn. Và đây là một cặp 135 hôm qua em đã quay dỡ này. Con này thì nó là 135 mà xe siêu cọp luôn nha quý anh chị em và bạn bè, không có con thứ hai đâu. Đây em phải quay hôm qua là chưa quay được chi tiết cho mọi người xem này. Đây này, lốc máy này, rin nguyên bán từ đầu chân xe về chưa rửa tem rin theo xe này. Đó, màu xanh GP, siêu hot luôn anh chị em và các bạn ạ. Đây, lốp còn mới tinh, mới thay này. Mua xe đỡ được cái lốp này, buộc đồ còn ok nhá. Đây ạ, đây, lốp mới tinh luôn, ốc tán đẹp. Dàn ngoài rin theo xe, chưa có đụng chạm gì hết. Biển số 61D186110. Một chiếc E 135 đời cao, đời 2014-15 luôn nhá. Đây, lốc máy rin theo xe đây. Hôm nay em sẽ bán con xe này với giá 22 triệu đồng, chạy được 29.728 km. Nhưng mà xin thưa với anh chị em và các bạn rằng xe chạy được 29.000 cây nhưng mà 24 tới giờ là đã đi được 6 năm rồi. Nhưng mà mình biết được là xe nó đã đi ít cỡ nào rồi đúng không ạ? Là 1 năm chưa đi đến 5.000 km nữa là quá ít luôn rồi đúng không? Giá bán 22 triệu đồng. Anh chị em bạn bè thích chốt liền giùm em với nhá. Và tiếp tục đây là một chiếc E135 xe có làm máy rồi, 38P128951. Một chiếc xe tem rin đeo xe này. Đây này, cái này mới vô thêm miếng inox nhìn cũng rất là lạ luôn, lốc máy đẹp này. Xe mất vào hai miếng tem, màu đỏ đen đời 2014. Giá bán của con này em để quý anh chị em và các bạn với một cái giá rất chi là dễ thương luôn, 14.500.000 đồng. Với 14.500.000 đồng anh chị em bạn bè đã sở hữu một chiếc E135 để đi rồi. Quá xuất sắc luôn nè. Nói chung là máy em chi nhan còi đầy đủ hết, không thiếu một cái gì luôn nhá. Và đây, đây là tiếp tục một chiếc E150 vừa về đổi hiệu, cái là phiên bán tem Movita. Movita là những một trong những cái phiên bán cao cấp nhất trong thị trường hiện nay, mà E150 rất chi là chuộng luôn. Lên mâm xanh cao cấp. Lưu ý là cái mâm này là khách mua theo xe luôn chứ không phải là tự chế lên nhá. Và đặc biệt quý anh chị em các bạn ơi, hình như toàn bộ xe đang dán keo. Thưa mọi người, toàn bộ xe này đang dán keo. Anh chị em bạn bè không thích thì về lột ra nhá. Đây ạ. Toàn bộ xe đang dán keo chưa một vết tay trước. Đây có đèn led luôn, mọi người thích thì về bật lên cho đẹp, còn không thì mình có thể lột ra này. Đây này, ốc tán còn đẹp này. Dán keo từ đầu tới chân luôn, không có một vết tay. Có lên chống đố này. Đó, đây còn dán keo luôn. Em nghĩ là em sẽ lột ra. Nghĩ là lột ra xem. Ôi, lột ra nó bị dính, mình phải chùi mệt lắm. Đi vậy đi mọi người. Đây, tóc tán đồ còn rất là đẹp. Mấy cái chỗ này là dơ này, đất á. Đất em vừa lấy về cho con quay này. Cuộc này. Đó. Quay kỹ chi tiết dàn máy thì sạch sẽ đẹp này. Quá đẹp luôn anh chị em ạ, các bạn. Rất đẹp luôn. Đồng hồ này, kiếu này. Gương kiếu này. Là cái gì bấm nút gì đó. Máy đang nối nha mọi người, máy đang nối nha. Đó, một chiếc đẹp quá đẹp luôn. Wow, màu xanh. Có thời điểm mọi người mua với là 50-53 triệu mới sở hữu chiếc xe này đấy. Biển số là 47K128560. Một chiếc đẹp phiên bán siêu cọp và siêu vip. Hôm nay em đây này, cái này cũng vô inox này, vô chống đố đầy đủ hết rồi. Giá bán để quý anh chị em và các bạn là 32 triệu. Hôm qua là em đăng bao nhiêu triệu ta? Hôm qua không biết đăng bao nhiêu rồi. Anh Đoàn ơi, con này bao nhiêu tiền anh? Con này bao nhiêu tiền? Hôm qua không biết em đăng bao nhiêu này. Anh Đoàn ơi, con này bao nhiêu tiền? 34 triệu hả?
để cho quý anh chị em và các bạn cái giá là 33.500.000 đồng. Đấy, bán rẻ luôn, chồng 334, 333, 335, mất 500 cho mọi người luôn. Chiếc xe 2019, toàn bộ xe đang dán keo, vô rất là nhiều inox luôn và vô rất nhiều đồ kiếng này. Đây, xe chạy được 8.796 km, bao tour đồng hồ luôn, một cái giá rất chi là yêu thương luôn anh chị em và các bạn, 33.500.000 đồng. Và đây là một chiếc gọi là siêu cọp màu đỏ đen. Hôm qua, hôm nay có anh xuống mua xe, báo anh ơi con xe này đẹp anh không lấy. Ôi màu đỏ đen anh kỳ, sao anh kỳ anh? Đỏ đen tức là chơi cờ bạc ấy mọi người. Anh kêu vậy nhưng mà anh lại có Novo 6, tại vì anh thích Novo 6 đi hơn. Một chiếc xe mà không thể nào tìm ra một lối lầm nào hết. Em để quay cảnh chi tiết Novo 5. Anh chị em bạn bè mua xe nhớ đọc rõ dùm em là cái tên xe nhá. Tại vì thực ra mà nói thì cái đọc cái biển số nhiều khi em không nhớ hết nhá. Con Novo 5 này em xin phép bán với giá là 14.500.000 đồng. Biển số 64K104761 nhá. Xe này thì quá đẹp luôn này. Vô cặp bao tay thắng này. Cái thắng này cũng kiếng luôn này. Bao tay kiếng rồi thắng kiếng luôn. Xe này thì hơi khó nổ tại vì nó hết xăng. Còi xi nhan đầy đủ hết, đèn đầy đủ hết nhá. Máy thì khó chê rồi, em ru 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 luôn, không có gì để tá luôn. À con xe AB2010 này thì em đã nhận cọc của một bác này. Hôm nay bác xuống bác xin lại một nửa cọc vì bác không thích nữa. Con AB2010 này em xin phép bán với giá 16 triệu đồng. Anh chị em bạn bè nào thích thì nhanh tay ủng hộ em nhé. Biển số 59X200972. Đây em quay ký cho mọi người nhé. Đem đi theo xe. Đây. Bao đẹp dán keo nguyên con mà. Đây. Cái này tháng này có queo rồi. Chắc đi tông nhiều quá nó queo rồi. Giá bán để cho anh chị em và các bạn 16 triệu đồng một chiếc AB2010 nhá. Rất là đẹp và liền lạc luôn nhá. Và tiếp tục là một chiếc Acelo với giá bán là 9.500.000 đồng. Xe này thì máy em bao em luôn. Dàn chân đồ đẹp sáng bóng luôn nha anh chị em và các bạn. Mọi người em được quay ký. Hôm qua tối không quay được, hôm nay quay rõ nét từng chi tiết để quý anh chị em bạn bè tham khảo nhá. Con Acelo này em xin bán với giá 9.500.000 đồng. Biển số 59V175141, một chiếc Acelo quá đẹp luôn ạ. À. Em sẽ để máy cho mọi người xem nhé. Cái này phải bọc thắng bên kia mà bây giờ em đang quay nên là em chiếc đi đạp. Em ru nha. Nồi có làm lại rồi còn mọi thứ đều ok hết. Giá bán 9.500.000 đồng. Quá rẻ luôn, chỉ hơn chiếc xe tàu thôi. 59V175141. Anh chị em bạn bè mua xe tàu nhiều chỗ là bán 4-5-6 triệu rồi. Hôm nay một chiếc Acelo Taycan em chỉ bán giá 9.500.000 đồng. Tiếp đây là một chiếc Way RSX màu đỏ đen. Con này em xin phép bán với giá là 8.500.000 đồng. Bánh căm thắng đĩa luôn anh chị em và các bạn. Và đặc biệt là xe thì máy móc đinh yên đẹp nhá. Hai chìa khóa luôn. Cái này thì em chưa bỏ bình, em xin phép đạp nhẹ mọi người nghe. Cái này chắc hết xăng. Cái này chắc hết xăng anh chị em và các bạn vừa lấy về xong. Biển số là 94F103175, một chiếc Way RSX đời 2013 màu đỏ đen siêu đẹp. Máy móc zin em ru nguyên con từ đầu tới chân. Với giá bán là 8.500.000 đồng. Và tiếp đây cũng là một chiếc xe Way RSX, con này là màu đỏ đen. Con này là trắng đen bạc ba màu. Không có màu đỏ, con này em cũng bán giá 8.500.000 đồng. Ai quan tâm dòng xe nào thì ủng hộ em nhé. Đây, xe những xe rất đẹp luôn, chưa rửa luôn. Biển số 17B405013. Con 8.500.000 luôn. Con Jupiter này thì dán keo nguyên con vừa lột này. Đó, FI phun trang điện tử bán giá 13.800.000 đồng. Quá đẹp luôn. Biển số là 35B11435. Chiếc Jupiter toàn bộ xe đang dán keo vừa lột trong đây. Đó, mọi người thích thì có thể lột ra nhá. À cái này em lột xong rồi, hôm qua em lột rồi anh chị em các bạn. Mới lột xong rồi. 35B11484 35, một chiếc Jupiter FI giá bán 13.800.000 đồng. Và đây nữa, xa xa đây em có một chiếc xe cà phê.
chiếc xe Vin Hàn Quốc lên cà phê rất chi là đẹp. Ai quan tâm đến hộ xe này đi từ Nha Trang vô đây nên là không cần phải hỏi là máy có ngon hay không, tại vì đã có người ta đã thử cho mình biết được là đi từ Nha Trang vô đây mà vẫn ok. Phuộc cặp phuộc này, cặp bánh mâm này, đó rất chi là đẹp, phuộc trắng tinh luôn. Hệ thống đèn đồ xi nhan đầy đủ này, và đặc biệt là cái máy này che chạy cực kỳ bọt luôn nha. Đó, đế hôm qua cả ngày, hôm nay trời mưa em đế ngoài trời nhưng mà vẫn máy vẫn nổ thì dầm luôn. Con xe này em sẽ bán với giá 6.500.000 đồng. Ai mua con Dream này đi dùm em với này, bao em luôn anh chị em và các bạn. Em bán con này 3.500.000 mà hôm nay có mát xuống em ơi, đây có phải xe Honda không? Thưa với anh chị em và các bạn ơi, con này là xe Hàn Quốc, Trung Quốc, không phải Honda nha. Nhưng mà máy Dream theo xe luôn. Em nói thật lóc máy đúng cả về buồn xe Dream chạy em ru luôn. Bình đề xi nhan đầy đủ hết. Giá bán 3.500.000 đồng. Đó, hôm nay thì về những chiếc xe đấy thôi. Còn trong nhà thì cũng là nhiều xe luôn, thưa quý anh chị em và các bạn. Em phải đi lướt qua một vòng đi cho anh chị em. Đấy đâu kia chứ em, cái anh chạy vô kia này. Đây này, hôm qua là có một chiếc siêu cọp đã bán được. Hôm nay chiếc siêu cọp này về tiếp. À, mọi người cùng theo chân em để đi theo anh này. Em một siêu cọp vừa về đội luôn nhé. Chiếc xe quá đẹp. Hôm qua mưa to đâu có quay được đâu. Con này đời bao nhiêu? 27. Chạy con ngay về đi, em quay luôn. Đây ạ, một chiếc xe nói chung là hoàn hảo đến từng cm. Hôm qua em quay một chiếc xe y chang thế này dán keo thì em đã bán rồi. Thì con này vừa về xong. Con này là xe là chạy ít ngàn hơn con kia thưa mọi người. Con này chạy 8.617 km. Xe này thì khói về đồ chê thì quá đẹp luôn rồi thưa anh chị em và các bạn. Một chiếc quay bờ lết không thế nào để phân. Con này thì dàn chân là đẹp nhưng mà dàn áo có trầy đôi tí lơ thơ nhẹ xíu này, là do không dán keo đó. Còn con kia thì dán keo, dàn áo không trầy nhưng mà dàn chân này hơi thua con này một tí. Nói chung là nó cũng ngang ngửa nhau. Vó lốp mới thay mới tinh luôn thưa quý anh chị em và các bạn. Mọi người về thì vì thế mà về thế là chỉ không ngồi mà chạy thôi, không phải làm gì, lốp liệt còn mới. Biển số 62E116108. Một chiếc quay blade màu đen nhám, che đẹp từ đầu tới chân luôn. Và con này thì chạy được 7.000 mấy và có thêm chống trộm 8.000 mấy đây. Đây, em phải đề máy mọi người xem. Đấy, nồi còn nấu. Mọi người lưu ý nha. Đấy, nồi còn. Nồi còn kêu có cách cái là ok nhá. Nồi mà hết kêu là coi như xong rồi đó. Nhiều anh chị em bạn bè mua xe 110 báo ôi dồi ôi, vặn lên cái nồi cốc cạch kêu chết rồi, kêu cái gì rồi. Mọi người lưu ý giúp em. Vặn on tất cả các dòng Honda, nếu máy nếu cái nồi còn rin á, mình gắn lê vặn ga to trở về nó cốc cọc một cái là ok. Xa xa đầu kia vẫn có khách đang mua xe, hy vọng là chốt thêm được một con. Con quay blade này thì em vẫn bán với cái giá là 12.800.000 đồng, bằng giá con hôm qua, thì lãi vài trăm là bán. Thưa anh chị em và các bạn, mọi người yêu thương thì quan tâm ủng hộ em với nhá. Mọi người có thể lên trực tiếp cửa hàng em số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, hoặc gọi điện trực tiếp cho em hai đầu số điện thoại 0906 308 911 hoặc 0967 424 911. Em còn một cặp cặp Sirius siêu cọp đây này, một con là 219, hai con đều 219 luôn. Một con là thắng địa bán 14 năm, con 13.800. Những chiếc xe mà giống như xe mới luôn. Một chiếc Sirius FI giá bán thì 11.800.000 đồng nha anh chị em và các bạn. Và tiếp tục đây là một chiếc mô tô. Con mô tô này em bán giá 14.500.000 đồng nhá. Và đây là một chiếc Attila. Attila này thì bữa hôm em có quay một lần. Không biết anh chị em bạn bè nào có. Nói chung là máy em ru luôn nhá. Thì thầm luôn. Biển số 74F107853. Attila này hôm qua em quay chiếc màu đen 5.500.000 nữa nha cả nhà. Còn con này là giá bán 6.000.000 đồng. Màu đỏ. Xe này là khách mới mua 7.000.000 mấy 8.000.000 ở cửa hàng nào hôm nay ra đối xe nhà em. Hôm qua ra đối này. Đó, nói chung xe cũ mà có trầy đối tí lơ thơ. Nhưng mà còn lại thì rất ok. Máy móc thì êm như xe điện luôn. Anh chị em bạn bè quan tâm thì nhớ chốt đơn giùm em nhá. Một chiếc Novo 5 này. Siêu cọp luôn 12.800.000. Con bên này thì 10.500.000. Còn con Mio này thì giá bán 7.500.000 đồng nha anh chị em và các bạn. Em đang chờ
anh kia anh đưa con hẹt treo cọp ra cho em luôn. Nhưng mà bây giờ là ông chưa chạy ra nên là mọi người chịu khó chờ em một tí nha. Để nút công em quay luôn. Đây ạ, tiếp tục là một chiếc ẹc này. Hôm qua em quay đây này. Hôm nay là bán được một chiếc ẹc siêu cọp rồi nha mọi người. Ẹc thì nói chung là bỏ đồng tiền nhiều nhưng mà lời không ăn thua. Nhưng mà mình cũng phải có hàng để bán. Những chiếc ẹc quá đẹp luôn. Rồi anh chị em và các bác. Màu cam, dàn chân, dàn máy đẹp. Anh em bạn bè ở xa đâu cần nhất thiết xuống đâu. Chỉ cần đặt cọc 1-2 triệu. Rồi là em gửi xe về, nhận được xe ok để mới thanh toán hết. Hóa rẻ quá đẹp luôn. Con này em để giá bán 32.800.000 này. Gương tiếng này. Đây thắng tiếng luôn này mọi người thấy chưa. Rất là VIP luôn nha. Hóa đẹp quá VIP, đèn cú mèo này. Đẹp lắm. Những chiếc xe quá hoàn hảo luôn thưa anh chị em và các bạn. Giá bán 328 thôi. Được cả 13-14 triệu rồi. Ecop à? Không cọp à? Bơm hơi căng lên. Đây, giá siêu cọp này. Con này trong là màu gì anh Phương? Ủa đúng màu luôn, nó dán trùng lên à? Đúng màu mà. Đời bao nhiêu? Anh đoán đây, tránh tay cho chị đi. Cái này màu đen mờ nhưng mà trong này dán trùng nguyên con nha. Đang dán trùng đây. Mọi người không thích thì có thể lột ra nhé. Trong này dán tem trùng. Biển số 85D1-40964. 25.000 cây à? Chạy hơi bị nhiều luôn. Đang dán trùng nha anh chị em, bạn bè không thích thì lột ra. Trong vẫn là màu đen nhám à? Anh Phương. Đây tem zin có đi. Đây tem zin. Toàn bộ xe còn có tem zin, mình không thích thì mình có thể lột ra. Con này bán giá bao nhiêu anh Đoàn? Bao nhiêu? 28 à? Ủa 28 giá 25.000. Để quý anh chị em bạn bè 29 triệu đồng nha. Màu đen nhám luôn. Đó, rất là rẻ luôn. Đời 28 mà có 29 triệu màu đen nhám rất chi là rẻ. Thì chắc là em xin dừng clip ở đây. Xin kính chúc tất cả anh chị em bạn bè gần xa một buổi chiều buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, nếu mọi người xem được clip của em thấy vui vui hay thì nhớ like, chia sẻ và nhớ bấm đăng ký giúp em với nhá. À và cái này là mọi người ơi, tự nhiên hôm qua anh giờ cái kênh của em nó bị mất cái kiểu bình luận nên là em không có đọc được comment cái bình luận của anh chị em và các bạn. Thì để lát nữa em rảnh em đi lên nhờ mấy cái thợ thầy họ chỉnh lại giùm em để em đọc được cái bình luận mọi người. Mọi người góp ý cái gì để em biết em đọc để mà lần sau em còn rút kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ là không có bình luận, em bản thân em cũng không bình luận lên được luôn. Nên là mọi người thông cảm giúp em, chờ em chiều nay em đi chỉnh lại cái nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người những clip sau nhá. Chúc tất cả anh chị em này, bạn bè, cô dì, chú bác, anh cha từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc một buổi chiều buổi tối niềm vui luôn, hạnh phúc và an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người ơi, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký giúp em với nhá. Và nếu mọi người yêu thương đến trực tiếp cửa hàng em, số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại liên hệ của em 0906 308 911 gặp anh Đoàn, hoặc 0967 424 911 gặp em Hiền, 18 tuổi cộng. Lưu ý là 18 tuổi cộng nha mọi người, đừng nhầm lẫn là 18 cộng nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người.